Hello anh em thấy gì không ạ? Ở trên bảng mình đây đang có một chiếc gimbal đến từ DJI có tên là RSC2. Và đây là phiên bản Pro Combo, nó khác với phiên bản thường. Và tất nhiên rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ khui siêu em nó, để cho anh em xem là ở trong hộp của chiếc DJI RSC2 phiên bản Pro Combo thì có những gì nhá. Và đó, mình vừa mới rách siêu cho anh em chiếc RSC2 này rồi. Đây là một cái phiên bản Pro Combo. Vì thế là hộp của nó sẽ khá to. Và bây giờ thì mình sẽ mở xem bên trong có những gì nhá. Đấy. Đầu tiên là một cái xốp này anh em này. Đây, nhân vật chính này. Đó, chiếc DJI RSC2 phiên bản Pro Combo. Thì anh em sẽ có thêm cho mình, đó là một cái túi. Nó rất là xịn sò và anh em hoàn toàn có thể là mang cái chiếc túi lên đi để đựng khá nhiều đồ. Đây là một cái sự khác biệt so với phiên bản thường của chiếc RSC2 này. Và phía bên trong này thì chúng ta còn cho mình đó là những cái bộ sách hướng dẫn, nhìn nó khá là dày. Nhưng mà mình sẽ để qua bên nhá. Đầu tiên về cảm nhận của mình về cái túi này ấy, thì nó khá là dày dặn và chắc chắn. Và nó giống với túi của chiếc RS2. Bây giờ thì mình sẽ mở xem bên trong có những gì nhá. Ok, mình sẽ mở ngăn trên trước này. Rồi, và ngăn trên của cái chiếc túi này thì nó sẽ là phụ kiện của cái chiếc gimbal. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái chân đế này, nhìn nó khá là dày dặn và chắc chắn. Ok. Và tiếp theo thì sẽ là một cái plate và quick plate đây, được tích hợp sẵn ở đây. Đó. Và một cái chân để anh em có thể là tích hợp điện thoại vào đây giúp anh em này. Và kèm theo đó nữa, đó là một cái focus motor ở đây cho anh em. Rồi, xem bên dưới còn gì nào. Ở bên cạnh đây này thì anh em sẽ có cho mình đó là một cái Raven Eye. Đó. Và những cái bộ ốc đi kèm với cả cái chiếc gimbal này. Ở phía bên này xem có gì nào. Ở đây thì các bạn sẽ có thêm cho mình đó là một cái quick plate size to. Nếu như mình không nhầm thì đúng vậy. Đúng rồi, đó là một cái quick plate size to các bạn ạ. Và kèm theo đó nữa thì hai cái thanh dài dài này. Đó, đây là hai cái thanh để các bạn có thể lắp vào cái focus motor cho các bạn. Còn đây là cái ring của cái focus motor cho anh em này. Rồi. Vậy là cái phần phụ kiện của chúng ta gần như là hết rồi. Và chúng ta có thể là đến với nhân vật chính thôi. Mình sẽ đóng cái này lại. Nhân vật chính để ở dưới anh em ạ. Rồi, và đây sẽ là chiếc RSC2. Nhưng mà mình chưa vội mở đâu. Mình sẽ xem là có những phụ kiện gì ở đây nhá. Ở bên góc trái chúng ta này thì các bạn sẽ có cho mình đó là một cái bộ cáp Manti này. Có khá là nhiều cáp ở đây. Và kèm theo đó nữa thì ở cái phiên bản Pro Combo này thì anh em sẽ được thêm cho mình đó là một cái bộ cáp HDMI. Đó. Còn đây là một cái cáp sạc dành cho anh em này. Và tất cả những cái đầu này thì đều đầu si hết anh em nhá. Ok, và có thể là mình sẽ để qua những cái phần phụ kiện ở một bên để đến với nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc RSC2. Và đây là chiếc RSC2, nhân vật mà các bạn đang rất là mong chờ. Đầu tiên ấy, về cảm nhận của mình thì nó khá là nhỏ so với những cái chiếc gimbal khác. Và ở trên thông số thì DJI có ghi rằng cái chiếc RSC2 này thì sẽ được làm bằng hợp kim. Thế nhưng mà khi mà mình cầm ở trên tay ấy, thì nó khá là nhẹ và chắc chắn. Và để xem mà nó có điểm gì khác so với những phiên bản trước nào. Cái điểm khác đầu tiên của chiếc gimbal này đó chính là anh em sẽ có thể là điều chỉnh được cái trục. Đó. Và để mà có thể điều khiển được cái trục này thì các bạn hãy vặn giúp mình ở cái nút unlock ở đây nhá. Rồi đó, chúng ta có thể là vặn lên trên nó đứng này và các bạn có thể là kéo xuống dưới. Và cho anh em nào đang thắc mắc rằng là cái trục này nó có chắc chắn hay không thì mình sẽ thử cho anh em này. Đó. Mình rất đó, thì mình dùng rất nhiều lực để có thể là kéo cái trục này nó nằm ngang ra. Đó anh em thấy này. Thế cho nên là về cái độ chắc chắn của cái trục này thì anh em hoàn toàn là không phải quan tâm nhá. Nó rất là chắc chắn. Tiếp theo đó nữa thì có một vài điểm khác so với thế hệ trước. Đó chính là chúng ta sẽ có thêm được một cái màn hình OLED phụ ở đây. Để các bạn có thể là xem được cái thời lượng pin cũng như là những cái mode của nó. Phía bên dưới thì là một cái bộ điều khiển của cái chiếc gimbal này. Đó là một cái phần joystick này, nó khá là mượt. Tiếp theo đó nữa thì các bạn sẽ có một cái nút để chúng ta có thể là thay đổi được cái chức năng ở đây. Phía bên trên thì là nút để các bạn có thể là bắt đầu video của mình. Và một cái điểm khác biệt đáng tiền nữa đó là mọi năm ấy, nếu như anh em phải thêm tiền để chúng ta có thể lên cái phiên bản là Pro Combo để có thêm được một cái trục dial chỉnh focus và chỉnh zoom thì năm nay ở trên phiên bản thường, đây là phiên bản Pro Combo, thế nhưng mà ở trên phiên bản thường chúng ta đã có cho mình đó là một cái trục dial này rồi. Đây là một cái điểm khác biệt rất đáng tiền của chiếc RSC2 này.
Và phía bên trên của chúng ta ấy, thì cũng sẽ không khác những cái chiếc gimbal thường là mấy. Các bạn vẫn sẽ có những cái trục này và những con ốc. Và một cái điểm khác biệt nữa so với những chiếc gimbal khác, đó là ở những cái phần chốt này thì chúng ta sẽ là chốt vặn tay. Thế cho nên là khi mà anh em xét cái máy của chúng ta vào ấy thì hãy vặn chặt một chút giúp mình nhá. Và một cái điểm nữa mình thấy nó khá là mới, đó chính là chúng ta sẽ có thêm những cái phần khóa này. Đó các bạn thấy này, chúng ta có thể là khóa hay là thả lỏng ra cũng rất là dễ dàng luôn. Chúng ta sẽ có 3 cái phần khóa này. Còn về thời lượng pin của chiếc RSC2 này thì theo như DJI công bố, chúng ta sẽ có 14 tiếng sử dụng và kèm theo đó là sạc nhanh. Còn có đúng là 14 tiếng hay không thì mình sẽ gửi đến các bạn ở trong một video khác nhá. Ok, vậy là vừa rồi mình đã gửi đến anh em một cái bài mở hộp chi tiết nhất về chiếc RSC2 này. Và nếu như anh em cũng đang quan tâm đến chiếc RSC2 này thì tại Tokyo Camera đang có một chương trình rất hấp dẫn dành cho những anh em mua phiên bản Pro. Đó là chúng ta khi mà mua phiên bản Pro ấy thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái voucher rất là giá trị từ Tokyo Camera. Và nhớ là phải ấn subscribe kênh của Tokyo Camera thì mới được giảm nhá. Chào anh em.